Câu thứ nhất, người niệm Phật có trọn đủ tín nguyện hạnh. Lúc lâm chung bị mơ mơ hồ hồ, có thể giảng sanh không? Vấn đề này, nếu đúng là họ có đầy đủ tín nguyện hạnh thì khi lâm chung nhất định sẽ không mơ hồ. Nếu như lâm chung mê hoặc điên đảo thì trong tín nguyện hạnh của họ có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Chúng ta phải tin tưởng lời của Thiện Đạo Đại Sư. Đây là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, chân thật có đầy đủ tín nguyện hạnh, dạng người tu dạng người đi. Vì sao lại có mê hoặc điên đảo? Nói thật ra, một người có tu dưỡng ở thế gian như Nho gia, Đạo gia, lúc lâm chung đều giữ được vô cùng tỉnh táo, thoại tướng đều hy hữu. Sự việc này lúc còn nhỏ tôi đã từng thấy. Một bà cụ trong một gia đình giàu có, là hàng xóm trong làng của chúng tôi, khi ra đi rất là rõ ràng. Trước lúc ra đi, bà gọi con cháu đến để giao việc hậu sự. Sau khi giao xong thì đi. Vô cùng đáng tiếc là bà không học Phật. Dân gian chúng ta nói ngũ phước, ngũ phước lâm môn. Điều sau cùng trong ngũ phước chính là thiện chung. Thiện chung là họ ra đi được tốt lành, tỉnh táo, biết rất rõ ràng. Bạn thử nghĩ xem, người nào tỉnh táo biết rõ ràng thì có chọn đi vào cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục không? Không thể nào. Phàm là đầu thai đến cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đều là mê mờ hồ đồ mà đi. Người có đầu óc tỉnh táo nhất định ở cõi trời người. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng hơn quá nhiều so với cõi trời người. Cho nên hồ đồ thì không thể giảng sanh được rồi. Phải hiểu đạo lý này. Người tu hành thế gian, vì sao họ lại tỉnh táo đến như vậy? Không gì khác, họ thật sự có thể buông xuống. Tâm địa thật sự thanh tịnh, tâm an lý đắc, cho nên họ rất tỉnh táo, rất rõ ràng. Lẽ nào người niệm Phật còn không bằng họ sao? Điều này nói không thông rồi.